là lao động nước ngoài khi làm việc tại Singapore có được hưởng quyền lợi về các loại ngày nghỉ hay không? Một năm sẽ được hưởng bao nhiêu ngày nghỉ phép, bao nhiêu ngày nghỉ ốm, bao nhiêu ngày nghỉ lễ, vân vân. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình là Loan, một cựu du học sinh thạc sĩ tại Singapore. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Singapore cũng được hơn 6 năm rồi. Thì trong cái quá trình mà mình làm việc tại đây ấy, thì mình thấy là cũng có rất nhiều các bạn là có cái câu hỏi là khi mà làm việc tại Singapore thì đâu sẽ là những cái quyền lợi liên quan tới ngày nghỉ phép dành cho người lao động nước ngoài. Do đó hôm nay là mình sẽ làm một cái video để chia sẻ về cái chủ đề này, chuyên về các cái loại ngày nghỉ mà là quyền lợi của các bạn khi mà các bạn làm việc tại Singapore. Thì như các bạn cũng biết là một lao động nước ngoài khi mà bạn làm việc ở một quốc gia hoàn toàn mới, bị bất đồng ngôn ngữ cũng như là bị bất đồng về các cái nguồn thông tin, cho nên là cái việc nắm bắt là những cái quyền lợi của bạn được có, được hưởng khi mà bạn làm việc tại đây, mình nghĩ nó sẽ rất quan trọng. Đặc biệt là giúp các bạn lên được những kế hoạch về ngày nghỉ, hoặc ít nhất là sẽ giúp các bạn cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống tại Singapore. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay. Let's go! Thứ nhất đó là cái loại ngày nghỉ phép năm, hay còn gọi là paid annual leave, hay một số trường hợp bên Sing họ hay gọi là PTO, tức là paid time off. Theo quy định của MON, Bộ Nguồn Nhân lực Singapore, nếu như lao động làm việc từ 3 tháng trở lên thì chủ lao động bắt buộc sẽ phải cung cấp tối thiểu nha, các bạn nên nhớ là tối thiểu là 7 ngày nghỉ phép một năm cho người lao động, bất kể là người lao động nước ngoài hay người lao động bản địa tại Singapore, thì các bạn sẽ cần nhớ đây sẽ là cái quyền lợi mà các bạn được hưởng, tối thiểu là 7 ngày nghỉ phép năm trên một năm. Và cái số lượng ngày phép này nó sẽ tăng dần lên kể từ năm làm việc thứ hai trở đi. Thì các bạn có thể xem cái bảng này thì bạn sẽ thấy là từ năm thứ hai trở đi thì cái số lượng ngày nghỉ phép nó sẽ tăng dần lên, tới khi mà bạn làm 8 năm tối đa là số lượng ngày phép bạn sẽ có được là 14 ngày. Thì bạn sẽ thấy là cái chính sách ngày nghỉ phép năm này nó sẽ tùy thuộc vào chế độ của mỗi công ty. Mình biết là một số công ty họ sẽ có cho cái ngày nghỉ phép cho nhân viên rất là nhiều, tuy nhiên họ sẽ không được phép đưa ngày nghỉ cho nhân viên thấp hơn 7 ngày phép trên một năm theo cái quy định của Bộ Nguồn Nhân lực Singapore. Ví dụ như mình biết là mình cũng có một số người bạn làm tại Singapore thì công ty của họ có thể cho họ nghỉ 14 ngày phép một năm này, hoặc 18 ngày nghỉ phép một năm. Và một số những cái công ty đa quốc gia này hoặc những công ty công nghệ thì mình thấy là cái chính sách mà họ có hỗ trợ ngày nghỉ phép cho nhân viên rất là nhiều. Một số công ty thậm chí lên tới 26 ngày nghỉ phép một năm, hoặc một số công ty thậm chí là có 30 ngày nghỉ phép một năm. Với cái phần phép năm này thì các bạn nên lưu ý là tùy theo chính sách của mỗi công ty, họ có thể cho dùng phép năm của năm này mà chưa dùng hết để cộng dồn vào năm sau. Mình lấy ví dụ như năm 2023, bạn có 7 ngày phép năm, bạn mới chỉ dùng hết 2 ngày, tức là bạn sẽ còn dư 5 ngày phép nữa đúng không? Thì một số công ty họ sẽ cho phép là cái 5 ngày phép năm này của năm 2023 sẽ được cộng dồn vào năm 2024. Và khi mà bạn nghỉ việc thì số phép năm chưa dùng đến có thể được quy ra thành tiền lương cho bạn, tức là thành cái phần cash. Cái này nó cũng tùy thuộc vào một số các công ty. Tuy nhiên là đối với mình, trong những công ty mà mình làm ấy, lúc mà mình nghỉ việc thì tất cả những cái ngày phép mà mình chưa dùng đến là họ sẽ quy đổi ra cái thành tiền mặt, tức là phần tiền cash cho mình. Và lúc đó là mình vừa được nhận lương của tháng cuối cùng và mình cũng sẽ được nhận lương của cái số ngày phép mà mình chưa sử dụng đến. Cái này thì nó sẽ tùy chính sách của mỗi công ty. Mình biết là một số công ty là họ sẽ không cho phép quy đổi ra phần tiền lương. Tuy nhiên trong trường hợp đó là họ có thể trừ cái ngày phép của bạn đi và bạn có thể được nghỉ sớm hơn so với thời gian quy định ban đầu. Một loại ngày nghỉ cũng khá là phổ biến tiếp theo nữa ở bên này gọi là ngày nghỉ lễ, hay bên này người ta gọi là public holiday. Thì tương tự như ở Việt Nam mình có lễ Tết cổ truyền này, mình có ngày lễ độc lập, ngày giỗ tổ Hùng Vương vân vân, thì bên Sing họ cũng sẽ có những cái ngày lễ Tết khác nhau, hay gọi là public holiday khác nhau. Thì bên cạnh cái ngày nghỉ phép năm như mình chia sẻ ở ban đầu á, thì bạn cũng sẽ được thêm 14 ngày nghỉ lễ theo luật tại Singapore. Thì bạn có thể tham khảo cái danh sách ngày nghỉ lễ, ở đây mình có chia sẻ là những cái ngày nghỉ lễ của năm 2023, và mình cũng sẽ chia sẻ thêm về cái ngày nghỉ lễ của năm 2024. Thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm các cái thông tin này trên các cái nguồn internet. Các bạn sẽ chỉ có lưu ý phần này trường hợp là các bạn phải đi làm vào ngày lễ nhé. Tức là mình biết là do tính chất công việc một số bạn mà làm bên nhà hàng, khách sạn thì thường ngày lễ là các bạn sẽ vẫn phải đi làm. Thì trong trường hợp đó bạn có thể thỏa thuận với chủ lao động để tính cái mức lương tương ứng cho bạn. Ví dụ mình biết là có một số công ty nếu mà đi làm vào ngày lễ là có thể được tính mức lương là gấp 2 so với ngày lương bình thường, hoặc một số công ty họ có chính sách là sẽ cho nghỉ bù cho nó phù hợp. Phần thứ ba gọi là nghỉ ốm, hay tiếng Anh gọi là sick leave. Thì theo quy định của Singapore, người lao động sẽ được hưởng tối thiểu là 17 ngày nghỉ ốm trên một năm. Và để được hưởng cái ngày nghỉ ốm này là bạn sẽ cần phải có giấy chứng nhận của bác sĩ
hay còn gọi là MC, tức là Medical Certificate. Để có được cái MC này thì mình nghĩ cũng khá là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần tới hệ thống phòng khám hay là clinic, bạn nói tình trạng sức khỏe bạn gặp phải và yêu cầu bác sĩ cấp cho bạn cái tờ giấy MC là bác sĩ họ sẽ cấp thôi. Và khi bạn có giấy MC, bạn sẽ cần gửi lại và thông báo cho chủ lao động. Và hôm đó bạn được nghỉ làm là một, và bạn sẽ vẫn được cái tính lương đầy đủ như một cái ngày công làm việc bình thường của bạn. Theo cái kinh nghiệm của mình thì hầu hết các cái doanh nghiệp là họ sẽ chỉ cho nghỉ theo cái quy định ngày nghỉ ốm là 14 ngày thôi. Trong những cái công ty mà mình làm trước đây ấy, thì chưa có công ty nào là họ cho cái số lượng ngày nghỉ ốm nhiều hơn 14 ngày theo cái quy định này cả. Phần thứ tư, mình một cái loại ngày nghỉ nữa mà bạn cũng có thể được hưởng quyền lợi khi bạn làm việc tại Singapore, đó là cái phần ngày nghỉ nằm viện, hay tiếng Anh gọi là hospitalization leave. Theo cái quy định của Bộ Nguồn Nhân lực Singapore thì trong một năm, người lao động sẽ được hưởng tối đa là 60 ngày nghỉ trong trường hợp không may phải nằm viện. Trong trường hợp này thì bạn cần có giấy xác nhận từ phía bệnh viện, và trong thời gian bạn nghỉ nằm viện đó thì bạn sẽ vẫn được hưởng lương bình thường như với khi các bạn đi làm. Thì mình biết là thường là khi mà đã phải nằm viện thì cái thời gian bạn nghỉ nó sẽ khá là kéo dài, cho nên là các bạn nên trao đổi trước với bên chủ lao động để có thể sắp xếp những cái người làm việc thay thế cho bạn trong trường hợp cần thiết. Và một cái loại ngày nghỉ thứ năm trong là cũng là cái loại ngày nghỉ cuối cùng mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là cái phần nghỉ thai sản hay còn gọi là maternity leave. Cái này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn nào là lao động nữ. Thì tại Singapore theo cái quy định là doanh nghiệp sẽ phải cho lao động nữ nghỉ tối thiểu là 16 tuần khi mà bạn sinh em bé. Cái này thì nó sẽ áp dụng cho trường hợp là con của bạn mà có quốc tịch Singapore nhé. Còn nếu mà trường hợp mà con của bạn mà quốc tịch ngoài, không phải là Singapore, có thể là quốc tịch Việt Nam hoặc là có quốc tịch của các cái quốc gia khác ấy, thì cái số lượng nghỉ thai sản của bạn nó sẽ được ít hơn. Theo mình nhớ không nhầm là được khoảng 8 tuần thôi, tức là được khoảng tầm 2 tháng đấy. Và các bạn sẽ thấy là cái phần nghỉ thai sản này nó thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam mình, đúng không? Ở bên Singapore nếu như con của bạn là người quốc tịch sinh thì bạn sẽ được nghỉ tầm 16 tuần. 16 tuần tương đương khoảng 4 tháng. Ở Việt Nam là mình được nghỉ tới những 6 tháng, đúng không? Tuy nhiên là cái này thì nó cũng sẽ tùy vào cái chính sách và chế độ của mỗi công ty. Theo mình biết là ở Sing cũng có một số ít các công ty là họ cho cái nghỉ thai sản lên tới 6 tháng đấy. Nhưng cái này thì mình thấy là số lượng không nhiều đâu. Hầu hết các công ty là họ sẽ chỉ đưa ra cái thời lượng nghỉ thai sản theo cái quy định thôi, đó là 16 tuần. Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ thêm cho các bạn những cái thông tin về quyền lợi về các cái loại ngày nghỉ khác nhau tại Singapore mà là người nước ngoài lao động khi mà làm việc tại Singapore là các bạn sẽ được hưởng. Thì mình hy vọng là đây là những cái thông tin mà cung cấp cho bạn để bạn biết được đâu sẽ là cái quyền lợi của mình, để bạn đưa ra những cái đòi hỏi một cách chính đáng khi mà bạn làm việc tại đây. Mình hy vọng là những thông tin này nó sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy những thông tin này hay, bổ ích, mới mẻ thì các bạn hãy giúp mình like video, subscribe kênh của mình và để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye for now.